nhạc ấy, Mình thích nghe nhạc cơ. nhạc gì đấy, cái nhạc em hay làm, em hay vào cái nhạc thiền ấy. Con sừng dựa hôn rồi đấy. Màu trần này. Đi ra, đi ra con. Ra ra. Chuyện từ lúc ra giờ mới được hưởng thụ. Kia nó cứ dí là nó tắm cho phát xong. Em không phê đấy. Bây giờ phải nghe nhạc đấy. Em cũng đang nghe nhạc nữa. Ừ. Em đang phê cũng nghe nhạc. Em bé nào thấy chuẩn quá. Thấy chuẩn. Này mày nhờ. Tụi đi đây là hành chơi à? Và chế nhà nó giờ là để chế bạn đó. Này con gái. Ăn đi. Con ăn đi. Mẹ ăn cùng con. Ở đây con ăn đi, bà cho con ăn thịt đậu tận đồng đó. Giữ con đây, ăn đi. Con giữ đây. Bà con ăn đi. Con giữ ăn. Con mời ai chưa nhỉ? Mời bà. Con mời bà. Mẹ ăn để em mời chị ăn đi. Mẹ ăn không? Không, mẹ con để yên đấy. Không, rồi đập cái đó này. Em bị đá. Phê quá. Giờ lên giờ cho chị ăn thêm nhé. Hay gì con nhỉ? Tí nữa chiếu xuống, kệ nó. Chỉ có quan trọng đèn này là chịu ấm thôi. Đó, cô cần tí quá. Tìm nó thôi, nâng đi. Nặng không giờ anh? Nặng á? À? Nặng hay không con bê biết ngay. Dài lại nè. Thì mặt kìa. Nghẹt ra, như cứ nhầm. Đây. Có chứ. À ừ, nhưng mà vẫn phải để ở đấy tí nó lạnh luôn. À nó ấy là đóng ngay. Nó đóng luôn đấy. Cái này là chỗ như là massage để bạn đấy dễ tiêu hóa này, tránh táo bón này. Ở nhà chăm chỉ làm bạn đấy. Mặt nghẹt rồi. Không sợ, chưa bao giờ làm mọi người sẽ khóc. Nhưng mà thấy thanh niên này vẫn chưa ý kiến gì. Phê này tội gì phải khóc. Thật đi, người ta đang phê. Con
nhạc hay lắm. Bác sai như này để lưu thông các máu. Bạn này rất là, các bạn sẽ ghét là ngực sờ ngực và sờ bằng tay, bạn sẽ hay kêu. Không phải đau, tại vì nó sẽ chơi với. Chơi với ngực và áp suất nó sợ. Ú, đây, sờ tay rồi đây, bám tay em. Này, bám đây. Ôi giời. Bạn này khỏi bàn. Không phải sợ, cứ sờ vào ngực với sờ vào tay bạn sẽ khóc chứ, yên tâm. Ngày thứ 8 rồi. Cái chân đấy. Chưa như thế không treo. Thủ đấy, đừng đùa, chẳng qua nó nhát gan vào ngực phần tay thôi. Đừng đùa. Nhỉ. Yeah. Để xa ra bé. Kinh để cho tay vào mồm rồi. Phê quá đấy, ta muốn ăn cả cái tay. Ngóc đầu đấy. Ngứa không ngủ được ấy chứ, nhiều nông lắm. Mày này. Nằm lông nhờ. Dù ăn nằm nhẹ hơn chút đi. Con nhìn kìa ăn đi ra đây mà mặt rồi. Nằm chút rồi đấy, để nằm nhẹ khi ra đi. Cứ nằm nhẹ đi cho anh à.
làm mút tay sợ chứ. Kia kia. Ơ đúng. Bé. Sút đi ra đây con. Đấy bà chị được nhìn thấy chim em đầu tiên đấy nhá. Nhỏ. Chưa em mà bị phá chim chim em nó đấy. Thôi mà thế. Đây gì thế? Nhìn cái mặt nó kìa. Thằng phê. Đấy nó chỉ khóc một tí thôi. Ừ định ngóc đầu ấy chứ. Tôi ngẩng đầu lên một chút này. Em mà ngẩng đầu lên thì tốt. Ôi đừng đùa nó ngẩng đấy. Đây là có đủ massage từ đầu ấy chứ nhỉ. Có nhiều đứa chỗ anh ấy 6 đi đấy. 8, 7 ngày nó đã anh đấy. Đấy. Ngẩng đầu đấy. Đây là nó mới được buổi hôm nay thôi. Nên nó chỉ này thôi. Bọn nó còn ngóc đầu tự lật cơ. Rồi. Tự lật. Đấy. Không có phản bạn tự lật mà. Ừ. Tao giỏi ghê. Con quay ở chỗ ăn nhé. Con quay ở chỗ ăn luôn nha. Cần không? Hãy nhầm em ơi. Chào hai anh em. Đang trường đúng không? Nào đi. Ái chà, ái chà, ái. Đây mà hế. Đẩy đi. Cười lắm. Cái này không sợ, không đẩy được. Đấy. Đừng có đùa. Chẳng qua chỗ này dính cái giường mẹ đểu thôi nhỉ. Chứ tưởng à. Nè. Con đẩy đi. Giường nó không căng. Ừ. Ừ thích nữa đây. Không lên được cái giường này chứ. Ừ. Ôi giời ơi, đừng giỏi. Đùa. Nhờ, đừng đùa với thằng rùa. Tưởng nhờ, à, thằng bị giỏi đấy. Đang sướng. 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 Cẩn thận đấy, cháu hôm nay chưa đi đâu. Cháu tắm rồi. Nhưng mà giờ Hàn ăn nên ăn rồi. Bà bán ăn nước này vừa rồi. Bây giờ mẹ con quay mấy cái cây rồi mẹ. Thì cũng ăn không cần quay mà mẹ.